Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.
Chính cái danh vô vi của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ẩn của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ẩn của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hiển của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hiển của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính tánh cái danh thiện của cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính tánh cái danh thiện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện